Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 3 trên 6 của bài 18 Cũng là phần cuối của cái bản từ, xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Kế tiếp từ thứ 17 chúng ta có từ dĩ huê Dĩ huê là một chút hoặc là một lát, nó chỉ về thời gian, từ này chúng ta cũng đã từng gặp rồi Âm hóa việc là nhất thì vẫn còn dùng, hội vẫn còn dùng và nhi vẫn còn dùng Nhưng khi ghép vào thì không thấy còn dùng nữa với cái nghĩa là một chút hoặc là một lát cũng có thể là một lát nữa hoặc là một chút nữa chúng ta xem các ví dụ bên dưới ní tần dĩ huê ní tần dĩ huê bạn chờ một chút nhé wo suy máy tiền tôn si wo tiền tôn si tôi đi mua một chút đồ như vậy là bạn chờ một lát nhé tôi đi mua một chút đồ khoai tiền ba khoai tiền cũng được một khoai tiền cũng được khoai tiền ba à, mau lên nhé mau một chút nhé hồ sơ giao khai là hồ sơ giao khai là xe lửa giao cái gì đó lên lại sắp xe lửa sắp chạy rồi khai đây có nghĩa là chạy như vậy là mau một chút nhé xe lửa sắp chạy rồi họ ủa chứ đó là vâng tôi biết rồi ạ thêm một đoạn nữa xéo lì ni chai tưởng hùa ba xéo lì bạn lý à ni chai tưởng hùa ba bạn ở đây chờ tôi nhé dĩ huê của chưa lại một lát nữa tôi sẽ quay lại dĩ huê của chưa lại đi suy nở á à?

Ví dụ bạn đừng giận tôi, nì bẻ chi wo. Bạn ấy đang giận tôi, tha chai chi wo. Chi cái nghĩa thứ hai nó là khí. À, ví dụ như là mấy chi là cái khí ga thì mình dịch là ga. Rồi chi cũng còn có nghĩa khác nữa là hơi thở. Chúng ta lần lượt khảo sát các cái nghĩa đó. Nghĩa thứ tư là chọc giận. Wo cú yi chi tha, tôi cố ý chọc giận anh ấy đấy. Rồi cái nghĩa thứ năm là chi có nghĩa là vẽ ví dụ hái chữ chi, cái vẽ như trẻ con vậy thù chi, cái vẽ nhà quê. Thù là chữ thổ là đất á, chúng ta lần lượt khảo sát các ví dụ đó. Thứ nhất, ni bé chi wo la, bạn đừng giận tôi nữa, hoặc là em đừng giận anh nữa. Wo zhi dao zhi bu dui. Wo zhi dao zhi bu dui. Anh biết bản thân anh không đúng rồi hoặc là anh biết mình không đúng rồi. Ni bé chi wo la. Ví dụ thứ hai nha. Ní tần dĩ huê. Ní tần dĩ huê bạn chờ một chút. Wo hoan chi. Tôi đi đổi ga. Mấy chi là cái ga mà mình để nấu nướng á. Tôi đi đổi ga. Một ví dụ nữa. Mấy chi là, lê là tôi mệt quá rồi. Mấy chi là không còn hơi nữa. Không còn hơi thở nữa. Có nghĩa là không còn hơi sức nữa. Mấy chi là người miền Bắc nó hay dùng như vậy Bắc Trung Quốc á và một ví dụ nữa của cu cu là cố ý của cu y thay xa tôi cố ý chọc giận anh ấy một chút tôi cố ý chọc giận anh ấy một chút và kế tiếp nữa nì xoan bạn mặc cái bộ đồ này quả thật là hoặc là thật là thay thủ chi là quá quê mùa đi thủ chi là quê cái vẻ quê mùa thay thủ chi là như vậy là bằng mặt cái bộ đồ này á thật là quê mùa quá. Nào, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc năm cái ví dụ này nha. Ni bé chi wa la. 我知道自己不對. thayê là tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 19 là giảo. Giảo ở Việt là chữ giao vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình dao động rồi đó dao à, động chữ giao đó giao tức là lắc Ví dụ như lắc đầu Còn nếu như con chó thì nó vẫy đuôi Cũng dùng cái từ này Hoặc là ví dụ ai ngủ mình lắc họ Mình kêu họ tỉnh dậy đi để thức dậy đi gì đó Cũng là dảo Lắc cái gì đó cũng là dạo là Chúng ta xem Ví dụ bên dưới Ní chầm trùng sư dạo thổ à Ní chầm tức là Ní quay chầm Tại sao bạn trùng sư dảo thổ à Cứ lắc đầu hoài vậy Trùng sư là cứ luôn Tại sao bạn cứ lắc đầu hoài vậy? trên chi hòa là chi là giận chi sửa. hôm trước ta có bổ ngữ đấy bổ ngữ chỉ mức độ rất cao trên chi sự hòa là thật là tức chết đi được hoặc là thật tức chết tôi thật tức chết đi được mà có thể dịch vậy dù có việc gì vậy 我妻子说我是个酒鬼 ó <laughs> vợ tôi nói cơ tôi là một con ma men chiều là rượu cùng quệ là ma quỷ nhưng mà chiều quệ ghép vào là con ma men hay là con ma rượu hay con sâu rượu tức là chỉ những người mà uống rượu rất là nhiều. chiế quệ lýỷ Thế bạn trả lời thế nào lýù mới tảó tăng quệ quá số giao tăng chịu quỵ và buôn rượu với à tôi nói là muốn làm uh, con sâu rượu cũng không phải là dễ đâu xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào nĩ trầm mới trùng số dảo thổ à chân khí sụa lửa có gì mà sự à vợ tôi nói tôi là một người Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ hai mươi, từ thứ hai mươi là pa pa âm hán việt là phạ thì không còn thấy dùng trong tiếng việt của mình nhưng cái nghĩa là sợ. Là ví dụ tôi sợ chó, sợ mèo, sợ rắn, sợ cọp gì đó, sợ bố, sợ mẹ. còn thứ hai là sợ rằng e rằng tức là mình À, dự đoán có thể là nó không có được xảy ra như ý muốn sợ rằng trời mưa anh ấy không đến chẳng hạn chúng ta khảo sát các ví dụ bên dưới Chính thiên thời sư cao su chiến lị họ má Chính thời sư cái chuyện của ngày hôm nay cao su chiến lị họ má bạn đừng có nói cho giám đốc biết nhé được không cái việc hôm nay bạn đừng nói cho giám đốc biết được không họ sư nì chầm khờ sư là nhưng ní chầm mơ tại sao bạn trơ mơ pa tha sợ ông ấy như vậy trơ mơ pa là sợ như vậy nhưng mà tại sao bạn sợ ông ấy như vậy wo à, không phải tôi sợ ông ấy mấy yêu chàng chiến Ủa yêu chàng chín tôi sợ là không có tiền thưởng thôi Chàng chín là tiền thưởng Ha <laughs> ha ha tức đây là tiếng cười thôi mấy yếu chàng chín của chiêu nữ hủy lào gia của nẻ nà. Mấy yếu chàng chín không có tiền thưởng của chiêu nữ thì tôi sẽ không thể về quê ăn Tết được. Qua nẻ là ăn Tết, đón Tết. Mấy yếu chàng chín của chiêu bu nữ hủy lào cha của xin nẻ nà hoặc là qua nẻ nà. Chàng chín là tiền thưởng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chín thêm tờ sư, nì bé, cao su chín lì, hảo má ha mấy vô chàng tiếp nữa ta có từ thứ 21 là chỉ mãn từ chỉ là từ cấp cấp cứu rồi thì vẫn còn dùng từ này À, còn mảng là mang thì không còn thấy dùng nữa, với cái nghĩa là vội hoặc là vội vàng. Ví dụ cái sự việc gì xảy ra mình vội, mình làm cái gì đó để khắc phục chẳng hạn, thì có thể dùng từ chỉ mảng này. Ví dụ, Chính thánh sư lị, pha sân là sớm mơ à? lị, hôm nay trong công ty, phá sân là sớm mơ Đã xảy ra việc gì vậy? À, ví dụ người vợ hỏi người chồng chẳng hạn à, Hôm nay trong công ty của anh xảy ra chuyện gì vậy, vậy? Hôm nay trong công ty của anh đã xảy ra à, chuyện gì vậy? Trùng chiến lì phá hồ la trùng chiến lì phá hồ la à, Giám đốc đã phá hồ là phát hỏa ở đây Có nghĩa là đã nổi nóng, nổi giận à, Tức là sân si đó Nhưng mà phá hồ à, trong văn nói nó dùng nhiều Và à, nó chỉ mức độ cao á, Tức là nổi nóng giám đốc đã nói nóng Yên quay dù rễn thỉ chén xe ban Xe ban là tan ca Thỉ chén xe ban tức là tan ca trước cái giờ quy định Ví dụ 11 giờ mình mới được ăn cơm Mà 10 giờ rưỡi mình ăn thì gọi là thỉ chén xe 5 giờ tan ca, 4 giờ rưỡi mình về là thỉ chén xe ban Nì sư rễn sư bu chiến lị Nì sư rễn sư bu chiến lị anh là Chính lý là giám đốc, rỉnh sư pu là phòng nhân sự. ni sư, rỉnh sư bu chính lý, anh là giám đốc của phòng nhân sự. Nì mấy giờ ý trên mà, nì mấy giờ ý trên mà, anh không có ý kiến à. Anh là giám đốc nhân sự mà anh không có ý kiến à. Wò khan thá, sân chi là, sân tôi, anh thấy, thấy ông ấy giận rồi. Chỉ mãn số, à, vội nói hoặc là liền nói, na xe rỉnh, thí chén xe ban, những người đó Tăng ca về sớm, suy khan biên là để đi khám bệnh. Uh, Rồi mình đọc lại câu này nhé. <laughs> "我看他生氣了,急忙說,那些人提前下班去看病." "Thí uh, chén hạ ban suy khan biên, tức là uh, Tăng ca trước cái giờ để đi khám bệnh." thiên nhưng mà ông ấy không có nghe. Tha rơi gì hô? Nếu của hải giờ rỉnh thị chén ông ấy nói gì hô là sau này rủ của hải giờ rỉnh nếu như vẫn còn người thị chén xe ban là ả, tăng ca trước cái giờ quy định nén tị của chú mấy vô chàng chiến nén tỷ của chú mấy vô chàng chiến cuối năm anh sẽ không có tiền thưởng thị chén là ả, trước một cái mốc gì đó ví dụ thị chén thông chứ là thông báo ả, thông báo sớm

我看他生气了，急忙说：“那些人提前下班去看病，可是他不听。他说以后如果还有人提前下班，年底我就没有奖金。” Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 3 trên 6 của bài 18. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chúc mọi người học tốt cái môn ngoại ngữ này nhé. À, xin chào.